Anh chị và các bạn thân mến, đây là chiếc xe ô tô 4 chỗ số tự động. Nó được thiết kế thực sự là cổ điển, nhưng mà rất là hiện đại ha. Bên trong nó được trang bị nguyên một cái màn hình Android thế hệ mới, full tính năng, có camera hành trình nè, dẫn đường, định thiết bị dẫn đường nè, rồi wifi nè, có thể xem YouTube kênh của Phương Cầu Đỏ được luôn nha. Nó được nhập khẩu nguyên một chiếc, đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam mình là năm 2005 và nó được sản xuất tại châu Âu nước Đức là năm 2003. Một chiếc xe thực sự là đẹp nha anh chị. Động cơ 2.0 lít. Anh chị thấy không, cái cặp đèn nè, nó đã được em kiểm tra xử lý các kiểu để anh chị mua về sử dụng cực kỳ là đẹp luôn. Đèn trước cũng vậy ha. Rồi anh chị nhìn đèn sau nè, cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thấy không? Thì chiếc xe này nó đã được em xử lý đánh bách các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn. Và nước sơn zin thì cũng còn khá là nhiều ha. Nó được trang bị cái màn hình, bây giờ để em đi vào trong em quay cái màn hình cho anh chị và các bạn xem. Nè, đây là nước sơn zin từ nhà sản xuất nha. Tem nè, tem chính hãng còn quá trời đẹp luôn. Và chốt cửa thực sự là đẹp nha. Phải nói là còn 7 màu luôn á. Và anh chị thấy không nè, bộ niệm đó nó đã được em bọc lại một bộ da, da nắp 3, da công nghiệp loại tốt nhất. Rất là dễ thương nha, hai màu luôn nè. Màu xanh này nó phù hợp với chiếc xe màu xanh luôn. Và cái kiểu dáng caro giống như là Mercedes đời mới 2022 mình vậy đó anh chị. Rất là đẹp nha. Anh chị thấy không nè, bộ niệm nè, đẹp dễ sợ chưa. Rồi đi vào trong. Anh chị và các bạn thấy cái vô lăng đẹp ghê chưa. Đây là vô lăng zin từ nhà sản xuất nha. Logo nè, logo còn cực kỳ là đẹp luôn. Và túi khí nằm đây, nắp kèn nằm đây. Để đi vào trong. Cái màn hình này đó là màn hình Android thế hệ mới. Nó có thiết bị dẫn đường nè, wifi nè, anh chị có thể xem YouTube đây. Có thể xem YouTube kênh của em được luôn nha nè, video nè, YouTube nè, bản đồ Việt Map nè. Đó, rồi camera hành trình nữa nè, nhấn vào đây nè. Anh chị sẽ thấy cái ở phía trước luôn, thấy chưa? Cực kỳ là rõ luôn. Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay là một chiếc xe được thiết kế theo dạng cổ điển anh chị ạ. Nhưng mà rất là hiện đại ha. Bên trong nó được chủ xe trang bị nguyên một cái màn hình Android thế hệ mới, full tính năng luôn. Nghe nhạc, xem phim, wifi, định vị toàn cầu. Và có thể xem YouTube kênh của em được ha. Đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên một chiếc, đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam mình là năm 2005. Và nó được sản xuất tại châu Âu, nước Đức là năm 2003 nha. Động cơ 2.0 lít Volkswagen Beetle. Đây là một huyền thoại anh chị ạ. Phải nói là một huyền thoại của hãng xe Volkswagen luôn. Khi mà anh chị nhắc tới cái hãng xe Volkswagen thì ai cũng đều biết Volkswagen Beetle cả. Xe con bọ, rất là đẹp ha. Đây anh chị nhìn cái cặp đèn nè, cực kỳ là đẹp luôn. Và nó đã được em xử lý, đánh bát cho nó sáng hơn, nó mới hơn để anh chị mua về sử dụng. Thì cái đèn này khi mà buổi tối anh chị mở lên cực kỳ là sáng ha. Ở dưới cảng nó cũng có đèn nữa nè, cũng rất là sáng và đẹp luôn. Đó là đèn xi nhan nha. Rồi biển số xe 51K23239. Biển số rất là đẹp nha, nếu anh chị đọc 3 số nè, 23239 cũng rất là đẹp luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thì một chiếc xe mà anh chị mua bên em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy rút hồ sơ nhanh để anh chị tìm việc sang tên đổi chủ ha. Rồi cái logo anh chị thấy không nè, thực sự là đẳng cấp nha. To bản dễ sợ chưa, Volkswagen ha. Rồi đi qua bên đây. Cái bánh mâm của chiếc xe này đó là bánh mâm đúc zin, chính hãng từ Volkswagen nha. Đây nè, chưa được thay thế và rất là đẹp luôn. Bốn cái vỏ thì vừa được em thay mới, bốn cái thay mới luôn nha, 100%. Thì anh chị mua chiếc xe này về chỉ việc sử dụng thôi. Hệ thống treo là phuộc lò xo. Rồi thì cái kiến này đó là kiến chỉnh điện nha anh chị. Có tích hợp xi nhan trên kiến luôn nè. Những cái kiến của chiếc xe này nó đã được dán 3M cách nhiệt loại tốt nhất để anh chị đi trời nắng nó không có bị nóng. Rồi em quay phía trước, bây giờ em đi xuống phía sau nha. Ở phía sau đây cái cặp đèn nó cũng đã được em kiểm tra và xử lý đánh bách các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn, rất là đẹp luôn ha. Logo nè cũng bự dễ sợ chưa. Đó rồi, để em mở cái cốp lên cho anh chị và các bạn xem. Thì mình phải đi vào trong đây, mình nhấn cái nút điện ngay chỗ túp bi cửa này nha. Rồi cái cốp nó sẽ bung lên để mở lên cho anh chị và các bạn xem. Thì ở bên trong đây nó thực sự là rộng rãi nha. Nếu anh chị đi chơi xa đó, có thể để rất là nhiều cái vali cỡ lớn ở trong này nè. Tầm khoảng 3 cho tới 4 cái luôn á. Rất là rộng rãi ha. Em đã quay rất là cụ thể, bây giờ mình đi lên cái hầm máy nha. Cái động cơ của chiếc xe này sau khi mà em mua lại từ cái anh chủ xe cũ, thì em đã kiểm tra và xử lý các kiểu để anh chị mua từ em về có thể sử dụng tốt và đi xa tốt ha. Để em mở lên cho anh chị và các bạn xem.
Đây, nhà bạn camera quay vô. Thì Wolverine nè, Wolverine cái logo rất là đẹp ha, động cơ 2.0 lít. Và bên trong đây nó đã được em rửa cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp đẽ. Và đảm bảo là chiếc xe này máy nổ cực kỳ êm nha anh chị. Mua về chỉ việc sử dụng thôi và đi xa tốt. Bây giờ đến cái phần quan trọng là thử khả năng vận hành, xem chiếc xe này nè nó chạy có mượt mà hay là không nha. Trên kênh của em thì có rất là nhiều chiếc xe Wolverine Beetle. Thì có một vài anh chị hỏi là chiếc xe Wolverine Beetle này chạy có tốt hay là không, chạy có mạnh mẽ hay là không, rồi nó được thiết kế cổ điển như vậy thì nó chạy cái vận tốc có được cao hay là không. Rất là nhiều các câu hỏi liên quan đến chiếc xe Wolverine Beetle này. Thì bây giờ để trả lời những cái thắc mắc mà của anh chị và các bạn, thì em đang ở trên đường Phạm Văn Đồng. Bây giờ vận tốc tối đa ở đây nó cho chạy là 80. Thì bây giờ em sẽ chạy thử để anh chị và các bạn xem thử cái vận tốc em chạy như thế nào nha. Nè anh chị và các bạn nhìn cái vận tốc em đang chạy nè, 70-80 km/h. Rất là êm ái nha, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Có mạnh hay là không? Mạnh nha, máy lạnh cực kỳ là lạnh luôn. Và anh chị và các bạn nhìn ở bên ngoài nè, chiếc xe chạy rất là đẹp nha. Đó, anh chị thấy cái dáng đẹp dễ sợ chưa? Rồi, em đã quay rất là chi tiết cụ thể ở bên ngoài cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe này. Bây giờ mời anh chị và các bạn xem tiếp cái phần tiếp theo là nội thất bên trong nha. Chiếc xe này cái kiểu thiết kế rất là đẹp ha. Hai cửa nha anh chị và các bạn, hai cửa. Và mấy cái kiến nó đã được dán 3M cách nhiệt loại tốt nè. Bốn vỏ thì mới tinh luôn. Rồi để đi vào trong em quay cụ thể cái phần nội thất để anh chị và các bạn xem. Đây nè, túp bi cửa thì nó cũng được sơn rất là đẹp ha. Chính chỉnh điện nè, nút mở nút xăng cũng là nút điện nè, nút mở cốp cũng là nút điện nè. Và cái núm này để điều chỉnh cái kiến chỉnh điện này nha. Cái bộ niệm thì nó đã được em bọc lại một cái bộ niệm da nắp 3 da công nghiệp loại tốt nhất, hai màu nhìn nó rất là dễ thương nha. Nó hợp với lại cái màu xanh luôn nè, nhìn nè, xanh nè, xanh màu kem rất là đẹp anh chị ạ. Rồi đi vào trong luôn thì trước mặt anh chị là một cái màn hình Android thế hệ mới full tính năng, có thiết bị dẫn đường nè, wifi nè, có thể xem kênh YouTube, YouTube kênh của em được luôn nha nè, YouTube kênh của Phương Cầu Đỏ nha. Rồi Việt Map nè. Rồi có camera hành trình nữa anh chị ạ. Đây anh chị thấy không nè, ở phía trước nè, cực kỳ là rõ luôn. Và camera gear luôn nha, đầy đủ. Túi khí, đây là cái vô lăng, nắp kèn nằm đây, túi khí nằm đây. Bên hông cũng có túi khí luôn, rất là an toàn. Và chiếc xe em đang nổ máy anh chị và các bạn nhìn kìa, đồng hồ tua máy đứng kim, chứng tỏ là máy nổ rất êm ha. Số km là 44.949 mai, đồng hồ mai nha anh chị và các bạn. Rồi thì cái này nó được thiết kế tối giản thì cũng không có gì nhiều đâu anh chị, đây chỉ có những cái nút chỉnh gió, máy lạnh thôi. Và bên đây nó có một cái hộc để đồ, anh chị có thể để những cái vật dụng gì đó để vô trong đây, đóng nó lại ha. Rồi để em lia một vòng ở phía trước cho anh chị và các bạn xem. Đây là ghế nha, ghế đã được bọc lại và rất là đẹp luôn, da nắp 3 da công nghiệp loại tốt nhất á. Nè cái trần nè, trần đây, trần nỉ zin nha, rất là đẹp anh chị ạ. Túp bi cửa bên đây nè. Đó, kính chỉnh điện ha, túp lô nè, màn hình nè, vô lăng nè. Rồi bây giờ em đi xuống phía sau, em quay cái hàng ghế phía sau cho anh chị và các bạn xem. Thì để đi vào phía sau thì ngay chỗ trên ghế ở phía trước nó có cái núm nè, bây giờ mình gị nó ra, cái ghế nó sẽ bung lên và mình đi vào trong nha. Đây em đi vào trong rồi, hạ cái ghế xuống ngồi rất là rộng rãi anh chị khoảng không cũng còn dư một khúc luôn nè. Và trên trần nè, rất là cao nha, ngồi cực kỳ là thoáng luôn. Anh chị nhìn từ ở phía dưới nhìn lên nè, đẹp dễ sợ chưa, quá trời đẹp luôn nha. Rồi đây nè, hàng ghế phía sau nè. Ngay chỗ này nó có loa luôn nha, âm thanh nè, nghe cực kỳ là hay á. Rồi em đã quay rất là cụ thể, bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha.
từ nãy giờ em cũng đã quay rất là chi tiết để anh chị và các bạn xem. Chiếc xe mà hôm nay em cần bán đó là Volkswagen Beetle, động cơ 2.0 lít, được nhập khẩu nguyên một chiếc. Về Việt Nam mình đăng ký lần đầu tiên là năm 2005 và được sản xuất tại Đức, châu Âu, nước Đức là năm 2003, động cơ 2.0 lít Volkswagen Beetle. Nước sơn zin cũng còn khá là nhiều trên chiếc xe này nha. Và nó đã được em bảo dưỡng và đã được sửa chữa, xử lý các kiểu để anh chị mua về sử dụng, không cần phải làm gì thêm cả. Bốn vỏ thì vừa được thay mới 100% luôn. Đăng kiểm thì cũng còn rất là dài. Biển số thành phố cực kỳ là đẹp luôn. Thì một chiếc xe mà anh chị mua bên em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy rút hồ sơ nhanh để anh chị tiện việc sang tên đổi chủ. Em cần bán chiếc xe này với giá là 395 triệu. Anh chị cần mua với lòng điện thoại trực tiếp cho em tên Phương. Số điện thoại là 0937 257 234. Chỉ có một số điện thoại một duy nhất thôi. Em chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những clip sau. Chào tạm biệt mọi người. Mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.